sau nhiều giờ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào chiều 6 tháng 5. Các công nhân thoát nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc diễn ra quá nhanh. Công nhân Hoàng Đình Thủy, 33 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, cho biết nhóm của anh gồm 18 người được điều từ Quảng Bình ra phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh để thi công cột trụ số 28 dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Quỳnh Lưu được 3 ngày nay. Ra đến nơi, nhóm công nhân chọn địa điểm bên suối dựng lán tạm bằng tôn với diện tích khoảng 60m² để nghỉ ngơi, sinh hoạt. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, lúc nhóm công nhân đang làm việc thì gặp mưa lớn nên tất cả trở về lán để trú mưa. Khoảng 15 phút sau, đất đá từ phía trên đỉnh núi bất ngờ đổ ập xuống. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây nên nhiều người không kịp chạy ra ngoài. Vụ lũ quét sạt lở xảy ra vào chiều 6 tháng 5 tại lán trại tạm của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương. Sau khi nhận được thông tin, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã kịp thời có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ công nhân. Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tiến hành cứu hộ, cứu nạn, đưa 4 công nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. 3 công nhân bị tử vong cũng được đưa ra khỏi vụ sạt lở trong chiều tối cùng ngày.